Chào tất cả anh em, hôm nay máy đo chuyên dụng sẽ review về đồng hồ vạn năng Hioki 303010. Đừng bỏ qua video nếu anh em đang quan tâm đến sản phẩm này. Bộ sản phẩm đồng hồ vạn năng Hioki 303010 sẽ gồm có một đồng hồ vạn năng chỉ thị kim được đặt trong hộp nhựa cứng cáp có quai sách, một đôi dây đo. Ngoài ra sẽ có hướng dẫn sử dụng giúp anh em sử dụng thiết bị dễ dàng hơn. Thân máy được đặt trong hộp nhựa cao cấp dày dặn, chống chịu va đập, chịu được lực rơi 1m xuống sàn bê tông. Thân máy đồng hồ 303010 có hình chữ nhật đứng, là đồng hồ chỉ thị kim truyền thống. Máy có phần màn hình kết quả đo lớn với một kim dài và nhiều con số thể hiện giá trị đo. Cặp dây đo kèm 303010 khá mềm, dẻo dai và cách điện tốt. Vị trí cắm dây được bố trí tại đây. Dây đỏ sẽ cắm vào nút like, dây đen sẽ cắm vào nút up. Đồng hồ vạn năng Hioki 303010 có các nút chức năng được bố trí khoa học, bấm dễ và rất nhạy. Đồng hồ vạn năng Hioki 303010 có khả năng đo điện áp xoay chiều, điện áp một chiều, dòng điện một chiều, đo điện trở. Hioki 303010 cũng được sử dụng trong các nghiên cứu về điện, điện tử với vai trò đo đếm thông số điện. Thiết bị cũng được hỗ trợ với tính năng đo nhiệt độ, kiểm tra pin. Sử dụng đồng hồ vạn năng Hioki 303010 bạn nên bảo dưỡng, hiệu chuẩn định kỳ để đảm bảo được độ chính xác của thiết bị. Hioki 303010 đạt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế nên được rất nhiều kỹ thuật thợ điện lựa chọn để sử dụng kiểm tra thiết bị điện trong công nghiệp và gia đình. Hiện sản phẩm đang sẵn hàng tại máy đo chuyên dụng và được bán với giá tham khảo là 1.441.000 đồng, cam kết chính hãng, bảo hành 12 tháng. Nếu yêu thích sản phẩm này, hãy truy cập vào website maydochuyenduong.com hoặc gọi tới hotline 0904 810 817 để được hướng dẫn cách mua hàng chi tiết. Hãy comment dưới video nếu còn thắc mắc về sản phẩm. Đừng quên ủng hộ công ty bằng cách like video và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tại những video sau.